Ni viện là nơi tập trung đào tạo, giáo dục ni chúng nội trú tu học đông đảo trong nhiều năm qua lớp sơ cấp Phật học quy 9, phân hiệu ni có lớp học tình thương mẫu giáo Kiều Đàm. Hàng tháng, ngoài việc nấu ăn từ thiện tại chùa vào ngày rằm và mồng 1 phục vụ miễn phí cho khoảng 200 người trên ngày, ni viện còn kết hợp với chi hội từ thiện Bảo Hòa để phục vụ suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện Ung Bướu 500 phần, bệnh viện Chợ Giấy, bệnh viện Bình Dân mỗi nơi 200 phần, bệnh viện Nhi Đồng 2 khoảng 100 suất cháo cho các bệnh nhân tim. Nhà trẻ Kiều Đàm trong khuôn viên chùa đang nuôi dạy gần 200 cháu ở các độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi với đủ các lớp nhà trẻ, mầm, chồi, lá. Nhà trẻ chỉ nhận nuôi dạy trẻ con nhà nghèo hoặc con công nhân các khu chế xuất, do vậy mức học phí rất thấp, thậm chí nghèo quá không có tiền thì chùa miễn phí, cho nên việc thiếu kinh phí ở trường thường xuyên xảy ra. Ni trưởng Thích Nữ Nguyên Thuận cho biết, mỗi lần thiếu như vậy chùa phải vay mượn tiền của các Phật tử để bù đắp vào mới có thể bảo đảm khẩu phần ăn của các cháu đúng theo quy định. 10 năm nay, bên cạnh việc kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ quận 9 khám từ thiện mỗi tháng một lần cho khoảng 200-300 người bằng Tây Y, Ni viện cũng đã mời được Lương Y Võ Khai Nghiệp, giáo sư khoa y học cổ truyền Đại học Y Dược mở phòng khám từ thiện chuyên châm cứu, bấm huyệt trị bệnh về vật lý tại chùa. Phòng khám từ thiện điều trị các bệnh phong thấp, nhức mỏi, chật gân, sai khớp, thần kinh tọa và khám 4 buổi sáng trên tuần, mỗi buổi khám và điều trị cho khoảng 20 bệnh nhân. Sau hơn 3 năm thành lập, phòng khám từ thiện chữa trị cho hàng ngàn lượt bệnh nhân. Tuy quy mô phòng châm cứu nhỏ, nhưng trang bị khá đầy đủ các dụng cụ phục vụ cho việc chữa trị, kể cả giường nằm kéo xương sống. Có thể nói, với tấm lòng từ bi, các sư cô ở Ni viện Phước Long muốn phục vụ nhiều hơn nữa trong bữa ăn cũng như sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người nghèo. Nhưng do khả năng của nhà chùa có hạn nên hiện nay chùa trông chờ vào sự ủng hộ, chung tay giúp sức của Phật tử cũng như các mạnh thường quân. Chỉ cần đến ngã tư Bình Phước Thủ Đức hỏi đường đến Ni viện Phước Long, thì từ già đến trẻ, ai cũng biết và sốt sắng hướng dẫn đường đi. Dù chỉ là ngôi chùa nhỏ nhưng Ni viện Phước Long, ngày nay là một công trình kiến trúc đặc sắc, hoành tráng, vẫn giữ được dấu ấn phong cách chùa cổ Việt Nam qua từng chi tiết chạm khắc công phu. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!